Một tình huống để mất bóng rất nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Rất may đó là một cú đá không trúng bóng. Cho đến lúc này thì đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 48 huy chương vàng. Sau tấm huy chương vàng quý giá ở nội dung chạy 100m nữ của Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Thảo đã mang về tấm huy chương vàng thứ 47 ở nội dung chung kết 800m nữ. Pha lên bóng gần như là cuối cùng trong hiệp 1 của U23 Việt Nam. Quang Hùng, Văn Quyết, không vào. Một ngày quá xuất sắc của Roslan, và đó là lý do chính khiến cho chúng ta chưa thể có bàn thắng trong hiệp 1 này. Rất chính xác với giải pháp lên bóng của Quang Hùng ngày hôm nay, khi cầu thủ áo số 20 là người thực hiện gần như tất cả những pha lên bóng đầy sức sống ở cánh phải. Cú đá vừa rồi của Văn Quyết cũng là rất tốt, và chỉ có tài năng của Roslan mới khiến cho chúng ta kết thúc hiệp 1 trong sự nuối tiếc khi không thể có bàn thắng vào lưới của U23 Malaysia, cho dù chúng ta đã có không ít những cơ hội, ít nhất là 3 cơ hội tương đối rõ ràng để có thể mở tỷ số trận đấu. Mặc dù vậy thì nếu tiếp tục duy trì được tinh thần và giải pháp hợp lý như những gì đã thể hiện trong hiệp 1 thì U23 Việt Nam có thể chuyển nguy thành an và biến bất lợi thành lợi thế trong cuộc đua giành suất vào bán kết với U23 Malaysia. Chúng ta sẽ trở lại với trận đấu này sau hơn 10 phút nữa. Rất nguy hiểm. Chu Chu là người có cơ hội và lưới của U23 Việt Nam đã rung lên. U23 Malaysia chỉ chờ có thế. Mạnh Dũng. Bàng Hồng Quân vẫn còn. Một tình huống hỗn loạn trước khung thành của Roslan, khi đồng hồ đã điểm phút thi đấu chính thức cuối cùng. Rất khó chịu. Bàn thua thứ hai đã đến. U23 Malaysia đúng là bậc thầy với thế trận phòng ngự phản công. Phi Sơn đã được tung vào sân để tạo ra thêm giải pháp. Bàng Hồng Quân. Cuối cùng thì U23 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng, nhưng có lẽ nó chỉ có ý nghĩa an ủi mà thôi, vì đây đã là những giây cuối cùng rồi. Goal for Vietnam by player number 9. Bàn thắng thứ 3 của Bàng Hồng Quân. Và bàn thắng này cũng chỉ đến từ một tình huống mà cao thủ